Tạp chí Kinh tế Việt Nam thông tin, trong báo cáo về rủi ro rửa tiền quốc gia vừa công bố, Ngân hàng Nhà nước đánh giá nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản là rất cao. Dù vậy, số lượng giao dịch đáng ngờ mà Cục Phòng chống rửa tiền nhận được rất thấp so với quy mô ngành. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Báo cáo nhận định, bất động sản là lĩnh vực thu hút được nhiều nguồn tiền đầu tư có giá trị lớn. Các giao dịch lại thường bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và không thông qua sàn giao dịch bất động sản có sự quản lý chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước, nên rất khó cho các cơ quan chức năng kiểm tra, xác định nguồn gốc của tiền. Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong các vụ án rửa tiền được xét xử trong giai đoạn 2018 đến 2022 và các vụ án điển hình về tội phạm nguồn của tội rửa tiền, hầu hết tài sản thu được là bất động sản. Theo cơ quan chức năng, thủ đoạn rửa tiền phổ biến là các đối tượng phạm tội thường nhờ người thân trong gia đình mua, chuyển nhượng, cho tặng bất động sản. Hiện nay, tại Việt Nam, các giao dịch bất động sản ở các dự án bất động sản giữa chủ đầu tư, doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản cơ bản đều thanh toán qua ngân hàng, không có quy định bắt buộc các giao dịch bất động sản phải thực hiện qua sàn giao dịch bất động sản. Các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê lại bất động sản dân sự ngoài dự án bất động sản chiếm tỷ lệ đa số, đặc biệt là các giao dịch giữa cá nhân với cá nhân chủ yếu được thanh toán bằng tiền mặt, có cả phương thức thanh toán bằng vàng. Điều này khiến bất động sản trở thành nơi trú ẩn ưa thích của tội phạm nguồn của tội rửa tiền. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, trong giai đoạn 2019 đến 2020, do ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, có thời điểm chỉ còn khoảng 20% số sàn giao dịch bất động sản duy trì hoạt động. Năm 2021, nền kinh tế thích nghi với đại dịch và phục hồi nên có khoảng 40% số sàn giao dịch bất động sản duy trì hoạt động. Sang năm 2022, với sự khởi sắc của thị trường bất động sản, hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản cũng đã dần trở lại bình thường. Lượng khách hàng tìm kiếm và giao dịch cũng tăng hơn nhiều so với năm 2021. Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các sàn giao dịch đã trở lại hoạt động, đồng thời có thêm nhiều sàn mới được thành lập, hoạt động. Hiện, trên cả nước có khoảng hơn 1.100 sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động. Theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản, thì các cá nhân muốn hành nghề môi giới phải được đào tạo, thi sát hạch và được cơ quan quản lý nhà ở và thị trường bất động sản địa phương cấp giấy chứng chỉ hành nghề. Theo báo cáo các địa phương trên cả nước, tính từ năm 2008 đến nay, có khoảng 32.912 cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Tuy nhiên, cơ quan chức năng về phòng chống rửa tiền đánh giá điều kiện thành lập và điều hành sàn giao dịch bất động sản còn đơn giản, chưa quy định cụ thể mô hình, quy trình giao dịch qua sàn dẫn đến một số tồn tại bất cập về rủi ro liên quan đến rửa tiền thông qua giao dịch bất động sản. Lý do ở đây cụ thể là, thứ nhất, hoạt động rửa tiền thông qua bất động sản có thể là một trong những kênh đầu tư mà tội phạm rửa tiền dễ khai thác, bởi lẽ so với các thị trường khác, đầu tư bất động sản tương đối thuận lợi và không có quá nhiều thủ tục ràng buộc khi tham gia thị trường. Thứ hai, hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản chưa được kiểm soát tốt. Một bộ phận môi giới bất động sản còn yếu về chuyên môn, hiểu biết pháp luật hạn chế, chưa có tính chuyên nghiệp. Còn một lượng lớn các cá nhân hành nghề môi giới bất động sản tự do, không có chứng chỉ hành nghề. Thứ ba, các sàn giao dịch bất động sản hình thành, hoạt động mang tính tự phát, thiếu ổn định, chưa đảm bảo kiểm soát đầy đủ được thông tin, tính pháp lý trong giao dịch bất động sản, đặc biệt là các bất động sản của doanh nghiệp, chủ đầu tư, còn có hiện tượng các sàn giao dịch bất động sản câu kết với nhau, ôm hàng, thổi giá, gây sốt ảo, làm nhiễu loạn thị trường bất động sản. Thứ tư, chính sách thuế đối với việc sử dụng bất động sản, đối với hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản chưa phân biệt được giữa người sử dụng và đối tượng đầu tư, kinh doanh đặc biệt mua đi bán lại nhiều lần, dẫn đến hiện tượng đầu cơ, găm giữ bất động sản. Thứ năm, việc kiểm soát dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản chưa chặt chẽ, còn tiềm ẩn rủi ro trong tín dụng, trong lĩnh vực bất động sản, trong phát hành trái phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Theo kết quả tổng hợp số liệu của Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước, trong giai đoạn 2018 đến 2022, Cục đã tiếp nhận 6 báo cáo kiểm toán nội bộ, 16 quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền và một báo cáo giao dịch đáng ngờ của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ tư vấn quản lý bất động sản. Số lượng giao dịch đáng ngờ mà Cục Phòng chống rửa tiền nhận được từ lĩnh vực kinh doanh bất động sản là rất thấp so với quy mô ngành. Điều này chứng tỏ hiệu quả bộ phận tuân thủ về phòng chống rửa tiền của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản là thấp. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh một trong những ưu tiên cần thực hiện trong thời gian tới là tăng cường nhận thức cho các đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực này. Bạn thấy thông tin trên như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xoay quanh thông tin về giao dịch bất động sản, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này.
Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Để hạn chế tình trạng cấu kết của môi giới gây nhiễu loạn thị trường nhà ở, Bộ Xây dựng đề xuất thí điểm mô hình trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do nhà nước quản lý theo tạp chí điện tử Tri Thức. Cụ thể ra sao? Xin mời quý vị theo dõi trong video này nhé. Trong văn bản gửi Văn phòng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng đề xuất thí điểm mô hình trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do nhà nước quản lý. Đồng thời, Bộ cho rằng cần tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, môi giới bất động sản. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh giá nhà ở thương mại tại một số đô thị tăng cao trong thời gian qua. Một phần nguyên nhân đến từ chiêu trò thổi giá của không ít cá nhân, tổ chức hoạt động trong mảng môi giới bất động sản. Cụ thể, Bộ Xây dựng chỉ rõ có hiện tượng các cá nhân hoạt động môi giới tự do, không có chứng chỉ môi giới bất động sản, yếu về chuyên môn. Không có chứng chỉ môi giới bất động sản, yếu về chuyên môn, hiểu biết pháp luật hạn chế, yếu kém về đạo đức kinh doanh, đã làm ăn chập vật, thông đồng làm giá, thổi giá bất động sản lên cao so với giá trị thực tế. Tình trạng này xuất hiện ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Ở thị trường sơ cấp, cơ bản, chủ đầu tư các dự án nhà ở dành trung bình khoảng 3% giá bán để trả cho sàn giao dịch, môi giới để bán hàng. Tuy nhiên, bên sàn giao dịch môi giới thường lựa theo tình hình thị trường để cộng thêm giá khi giao dịch với khách hàng. Các dự án có ít sản phẩm mà nhiều khách hàng quan tâm, người mua thường phải trả thêm tiền so với giá trong hợp đồng ký kết với chủ đầu tư, gọi là tiền chênh. Số tiền chênh này không cố định mà tùy thuộc vào sức nóng của thị trường, của dự án và thỏa thuận của bên môi giới với khách hàng, có thể ở mức 5% giá bán, thậm chí 10% hoặc 20%. Ví dụ, một dự án nhà ở thấp tầng ở tỉnh Hưng Yên, các căn nhà bán ra với giá khoảng 7 đến 8 tỷ đồng một căn thì khách hàng phải trả khoản tiền chênh trung bình 750 triệu đồng, tương đương 10%. Đến khi dự án hạ nhiệt, tiền chênh này giảm xuống còn khoảng 250 triệu đồng, thậm chí nhiều sàn chấp nhận bán không có tiền chênh. Tại thị trường thứ cấp, giá bán cũng bị đẩy lên do hoạt động môi giới trung gian. Thông thường, bên bán phải chi 1% giá bán cho bên môi giới. Tuy nhiên, khi thị trường sốt nóng, môi giới thường cộng thêm tiền chênh để giao dịch với khách hàng. Một căn hộ chung cư giá bán khoảng 5 tỷ đồng, môi giới có thể gửi giá khoảng 200 đến 300 triệu đồng, tương đương 5%. Một căn nhà liền kề giá khoảng 10 tỷ đồng, môi giới có thể gửi giá khoảng 500 triệu đồng, tương đương 5% giá bán. Trong giai đoạn sốt nóng của thị trường, nhiều môi giới còn sử dụng cách đặt cọc để mua nhà, đất của người bán rồi tăng giá 10 đến 15% và sau đó bán cho người khác. Ví dụ, căn hộ chung cư có giá bán 5 tỷ đồng, bên môi giới đặt cọc 1 tỷ đồng để mua và thỏa thuận thanh toán trong 1 tháng. Trong 1 tháng này, bên môi giới sẽ kiếm khách để bán trên thành 6 đến 7 tỷ đồng. Tình trạng này được Bộ Xây dựng đánh giá là làm tăng mặt bằng giá bất động sản, thao túng thị trường, gây thiệt hại kinh tế cho khách hàng và làm giảm tính minh bạch của thị trường. Bạn nghĩ sao về đề xuất này? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận nhé!